Hello mọi người, lại là mình Sunny Trang. Chào mừng mọi người đến với kênh Sunny Gaming. Ở đây mọi người có thấy cái background nó lạ không? Lạ là bởi vì hiện tại tôi đang không ở Huế, tôi đang ở Sài Gòn và ở trong phòng của em họ tôi. Tôi vào Sài Gòn có việc, nhưng mà lúc đầu thì cứ nghĩ là sẽ không làm được video cập nhật, nhưng mà hên quá là vẫn có thể quay được một đoạn cho mọi người. Bây giờ Nhi sẽ cập nhật cho mọi người những cái điểm cập nhật mới trong bản cập nhật ngày hôm nay, cũng như là hướng dẫn cho mọi người toàn bộ cái nhiệm vụ nơi này là thiên đường thú cưng. Ở đây cùng vào video thôi. Đây là cập nhật mới nè mọi người. Có nhân vật NPC mới là Hồng Bảo. Và chúng ta sẽ được gặp Retriever nha mọi người, chú chó lớn. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ được đi tham quan cửa hàng thú cưng mới. Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp Hồng Bảo để nhận nhiệm vụ nha. Đây, chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ đi tham quan cái thiên đường thú cưng ở đây và sẽ được nhận 10 xu thú cưng nha. Nhưng mà khoan, mọi người thấy không? Đây là giao diện mới của cửa hàng thú cưng. Trời ơi, nó rộng quá, nó như một cái kiểu là cái tòa nhà lớn luôn ấy, chứ nó không phải là một cái tiệm nữa. Cây cỏ um tùm trang trí. Trời ơi, nó rộng lui sau phía này luôn nè. Nó sẽ kiểu là mất đi cái khoảng sân trống hồi trước luôn á. À đâu đâu, vẫn có nha mọi người. Nhưng mà nó sẽ bị thu hẹp lại. Nói chung là cái tiệm thú cưng này lớn ra thì cái khu vực đằng sau sân nó sẽ hẹp lại nha. Và quan trọng là đã có tuyết rồi mọi người ơi. Wow, đẹp phải. Đây nè mọi người, có rất là nhiều cái trang trí mới cho cái đảo Kha Gia. Nhưng mà mình sẽ đi tham quan cái này sau ha. Trước tiên thì vào cái cửa hàng thú cưng để nhận nhiệm vụ đã. À đây nè mọi người, để ý là chúng ta sẽ hoàn thành luôn được một cái nhiệm vụ gọi là nhiệm vụ tham quan cửa hàng thú cưng nằm trong nhiệm vụ tổng, thì lát nữa mình sẽ chỉ cho mọi người sau. Trước hết thì đây, trời ơi, thiên đường thú cưng mới rộng lắm luôn ấy mọi người, nhiều khu lắm luôn. Xịn nha. Ok, khoan, chưa đi nhận nhiệm vụ, mình phải đi tham quan cái này trước. Mọi người xem, bên này là có từng cái khu vực riêng, và mỗi cái khu vực này nó sẽ bán trứng riêng nha. Đây là trứng thỏ nè, trứng đại dương nè. Ôi, nó kiểu là nó trang trí theo cái phong cách của loại trứng luôn ấy. Trứng chó hay trứng mèo gì đây nè, mình quên tên. Ui, có khu vui chơi, con chó lớn nè, Retriever nè. Nhưng mà con này là kiểu ảo thôi mọi người ạ, nó không phải là thú cưng thật. Có đường đi chơi riêng nữa nè, cái này mình không chui qua được nha. Ở bên này là có trứng gì mình quên hết tên rồi mọi người ơi. Nhưng mà mỗi cái khu vực nó sẽ bán trứng riêng nha. Rồi còn khu vực bên này là khu vực cho chăm sóc pet. Thì có chỗ để mà tắm cho pet nè, chỗ để mà mua dược liệu cho pet nè, chỗ giường ngủ cho pet. Nói chung là hồi trước có bạn kêu là cần cung cấp nhiều giường hơn, bởi vì là giường mới cho thú cưng lớn, cần cung cấp nhiều giường hơn là bởi vì nó không đủ slot mấy bạn hay dành á. Thì đợt này có nguyên một cái khu lớn cho mọi người luôn nha, tha hồ không sợ bị ai tranh giành luôn. Còn đây, những cái dược liệu đặc biệt dành cho pet như là thuốc bổ thú cưng là loại mới nè, thuốc bổ cao cấp, bán bằng kim cương không hả? Ủa trời ơi, đợt này Nhi nghĩ là Nhi sẽ phải tốn khá nhiều kim cương đấy. Rồi còn đây, gặp NPC chính của chúng ta là đây. À, chưa gặp hả? Chưa được gặp mọi người. Chúng ta sẽ đi gọi là tham quan cái khu vực khi đường thú cưng này để hoàn thành nhiệm vụ trước. Thì mọi người cứ chạy theo cái hướng mũi tên ha. Tiếp đến với nhiệm vụ thứ hai là nhiệm vụ chúng ta sẽ được tặng một cái coupon giảm giá, và chúng ta sẽ dùng cái coupon này để mua trứng Retriever. Thì cái này mình không biết, hình như là bắt buộc với mọi người ạ, nên là mình sẽ mua luôn cho mọi người xem. Ở đây chúng ta sẽ dùng cái mã coupon này và vào cửa hàng thú cưng lúc nãy để mua nha. Và mọi người biết gì không, tới tận 250 kim cương một quả trứng. Trời ơi, đắt quá. Tôi mà còn thấy đắt như thế này thì mấy bạn mà kiểu không có sẵn kim cương thì phải làm sao nhờ. Mình cũng đang thấy hơi căng thẳng dùng mọi người đây, nhưng mà không sao vì mọi người tôi sẽ mua test luôn ha. Mình nghĩ cái này là bắt buộc, tại vì cái nhiệm vụ lát nữa mà nhiệm vụ tổng á, mọi người phải hoàn thành liên quan tới cái trứng Retriever này á. Đây, trứng Retriever đây, mình sẽ đem em nó ra ngoài luôn nha. Rồi bây giờ thì nhận nhiệm vụ tiếp của cái bạn đồng hành này. Nhiệm vụ tiếp theo đồng hành yêu cầu mình đi dọn shit của mấy con thú cưng. Đúng là một nhiệm vụ thơm tho nha mọi người, nhưng không sao, cũng rất là đơn giản. Mọi người chỉ cần đi quanh mấy cái khu vực ở đây là mọi người sẽ tìm thấy shit nha. Không hơi đâu mọi người, hình ảnh thôi. Thực ra là những cái nhiệm vụ này nó cũng sẽ nằm trong cái nhiệm vụ tổng của cái nơi đây là thiên đường thú cưng á. Nên là mọi người lúc mà vào người ta hướng dẫn mọi người làm thì mọi người cứ làm luôn. Lát nữa mình sẽ hoàn thành nhanh chóng hơn ha. Rồi đây, hai bản điểm danh mới của đợt này là bản điểm danh 21 ngày, điểm danh mùa đông lăn lóc. Thì có rất là nhiều món đồ ở đây nha mọi người. Nào là trứng bột mì nè, thuốc bổ thú cưng nè, hộp pin lớp, bốc thăm này kia, coupon. Và sau khi mọi người điểm danh những cái cột mốc như là 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày thì sẽ nhận được váy bốc thăm, quả cầu tuyết hay là bộ đồ người tuyết Yeti nữa. Còn bản điểm danh thứ hai là bản điểm danh 7 ngày, gồm có cái ngày thứ hai là thuốc bổ thú cưng và ngày thứ bảy là băng đô tai Retriever. Thì mọi người cứ điểm danh như những cái bản điểm danh trước thôi ha.
Còn đây, nhiệm vụ chính của đợt này là nơi này là thiên đường thú cưng. Thì lúc nãy khi mà mọi người tham quan á, mọi người đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ đầu tiên rồi. Còn những cái nhiệm vụ khác thì nó cũng khá là đơn giản, nên là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn ha. Từ nhiệm vụ thứ hai thì mọi người sẽ cần quả trứng Retriever, thì mọi người có thể mua bằng tiền thực ở trong cửa hàng, hoặc là tới cái thiên đường thú cưng mua bằng kim cương như mình lúc nãy. Ê, nhưng mà khoan, tự nhiên đang làm thì mình nhớ là mình chưa có nhận cái quả bảo trì. Thì trong quả bảo trì chúng ta sẽ nhận được một cái mũ, gọi là mũ Job Rudolph, một hộp kim cương và một coupon free, còn lại là những cái phần quà tặng đăng nhập nha. Ok, trở lại với nhiệm vụ khỏe mạnh và vững vàng thì chúng ta cần cho thú cưng uống thuốc bổ. Mọi người có thể mua trong cửa hàng cũng được, hoặc là mọi người có thể mua trực tiếp khi mà bấm vào thú cưng như mình. À, khi mọi người bấm vào thú cưng thì nó sẽ hiện ra ba cái mục. Thì có một cái mục là gọi là điều khiển thú cưng, một cái mục là ôm thú cưng và một cái mục là cho thú cưng ăn nha. Thì lúc nãy mình có mua thuốc bổ thú cưng rồi nên là bây giờ mình chỉ cần sử dụng thôi. Mọi người bấm sử dụng xong thì cho thú cưng ăn. Ăn cái thuốc này thì thú cưng sẽ nở trứng luôn nha mọi người. Nhưng mà lưu ý là cái con thú cưng này lúc nhỏ nó sẽ khác, và đến level 4 thì nó sẽ có màu khác nha. Mình chỉ có thể đặt tên cho nó thôi. Mình sẽ đặt tên nó là Big Boy, cái gì cậu bé lớn ấy. Và vì mọi người đã cho nửa trứng Retriever nên là mọi người sẽ hoàn thành luôn được một cái nhiệm vụ ở trong cái nhiệm vụ tổng. Đây là nhiệm vụ cho thú cưng uống thuốc bổ nè, còn đây là nhiệm vụ đã làm nửa trứng thú cưng nè. Còn cái nhiệm vụ này là cái nhiệm vụ mà lúc nãy mọi người đi thực hiện của các NPC đoạn đầu á, là đã hoàn thành luôn rồi nha. Mỗi ngày chỉ được hoàn thành 3 lần thôi. Nhiệm vụ tiếp theo chúng ta sẽ gửi thú cưng đến đảo thú cưng, và đây là một cái tính năng mà mọi người đã mong chờ rất là lâu rồi. Đó chính là kiểu gọi là thu mua thú cưng của mọi người. Thì cái này khá là đơn giản, mọi người chỉ cần tới thiên đường thú cưng và gặp cái NPC đứng ở giữa. Đó, NPC tên là Dream nha. Thì ở trong này Dream sẽ giúp mình gọi là thu mua thú cưng, và mọi người chỉ cần chọn một thú cưng là đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ này rồi ha. Nhiệm vụ tiếp theo là nhiệm vụ chở thú cưng đi hóng gió. Thì nhiệm vụ này khá là dễ, mọi người chỉ cần chọn những cái phương tiện nào có thể chở từ 2 người trở lên, sau đó mọi người chọn là có thể cho đem thú cưng lên, là nó có thể hoàn thành được nhiệm vụ này luôn. Đây nha, mọi người bấm như mình là được ha. Với nhiệm vụ chăm sóc thú cưng của bạn bè thì khá là dễ, mọi người chỉ cần bàn trước với bạn bè là cho thú cưng ở nhà mình nằm trong trang trại và uống sữa hoặc là chơi với banh, sau đó nhờ bạn bè của mình qua giúp đỡ và mình qua nhà bạn bè giúp đỡ thì sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này. Nhưng mà lưu ý là với mỗi nhà mình chỉ được dùng một lần thôi, vậy nên mọi người cần kiếm 5 bạn bè để giúp đỡ 5 lần và hoàn thành nhiệm vụ này nha. Và nhiệm vụ cuối cùng là thực hiện nhu cầu của thú cưng. Thì cái này mọi người chỉ cần xem thử là thú cưng của mình yêu cầu gì, uống thuốc nè, hay là ăn, hay là muốn đi bệnh viện, thì mọi người chỉ cần làm theo nhu cầu là được nha. Và đó là toàn bộ nhiệm vụ của sự kiện nơi đây là thiên đường thú cưng. Thì nếu mà mọi người chăm chỉ thì mọi người có thể nhận được luôn cả cái hộp thứ hai trong hôm nay. Còn như mình thì mình đã hoàn thành được ngang cái hộp thứ nhất thôi, thì bây giờ mình sẽ nhận nó nha. Trong cái hộp thứ nhất thì sẽ có một cái thuốc bổ thú cưng và một cái trứng gâu gâu nha. Ngoài cái sự kiện này thì trong cửa hàng còn có gói mới là trứng River như mình lúc nãy nói là có thể mua bằng tiền thật, và cái gói xe chở cuốn đi dạo. Hiện tại hình như là game mọi người đang vào đông quá nên là nó hơi lag, thì nó chỉ có một hai gói mới thôi, còn lại là người ta sẽ bán lại gói cũ. Nhưng mà hộp bốc thăm thì lại có hộp mới nha, hộp lễ hội ánh sáng ấm áp. Thì đây là toàn bộ những cái nội thất trong hộp lễ hội này. Maybe là đợt sau mình sẽ test nhân phẩm với cái hộp này, mong là nhân phẩm của mình không khác hơn một chút xíu. Và cuối cùng là cái phần quà tặng cho bạn bè, nó bán lại những cái món cũ năm trước nữa. Mấy cái món này là mình có rồi nè, túi hộp thì mình chưa, chứ hai cái băng đô trước là mình có, với lại cái đầm bướm mình cũng có luôn nha. Mấy bữa nay thì mình lại không thấy là nhà phát hành phát triển ở cái mục quà tặng cho bạn bè lắm, đa phần là bán lại những cái món cũ, hình như là mình cũng không có hứng thú lắm. Ở đây đó là toàn bộ bản cập nhật ngày hôm nay. Nếu mà còn thiếu điểm cập nhật nào thì mọi người nhớ comment cho mình biết nha. Ở đây cảm ơn mọi người đã xem video đến đây, đừng quên để lại cho Nhi một like và nhớ bấm nút đăng ký để xem bao nhiêu sầm xí gì nha. Tạm biệt mọi người, sayonara, mattane.